Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một bạn lợn rất là dễ thương đang cầm trên tay bông hoa và đang vặt những cánh hoa này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Trước tiên là nhụy hoa thì mình sẽ tô màu vàng. Cánh hoa này thì mình tô màu đỏ nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh nhé.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Một bạn lợn rất là dễ thương, đang cầm trên tay bông hoa, đang rất cánh hoa này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh của mình cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo.